Xin chào tất cả các anh chị, mình đã quay lại với kênh YouTube của Hoa Lan Di Phong. Và hôm nay em sẽ đem đến cho cô anh chị mình đó là hai dòng Dendro Leica. Đó là một dòng là Dendro King Kong và một dòng là Dendro Doraemon nha cô anh chị. Xin mời cô anh chị mình vào cùng ngắm mặt hoa với em nha cô anh chị. Và bây giờ cô anh chị mình ngắm mặt hoa xong rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu cây cho cô anh chị mình ha. Nhìn sơ thì cô anh chị mình cũng thấy đây là cái dòng Dendro King Kong ha cô anh chị. Về thân lá của các dòng Leica thì thường cây nó rất là xấu ha cô anh chị ha. Nhưng mà cái dòng King Kong này hôm nay em tìm được một cái lô lá, bản lá của nó rất là đẹp. Thường những cái dòng Leica thì nó rất hay bị rụng lá chân của anh chị. Nhưng mà hôm nay cái dòng này em đảm bảo cho anh chị mình là thân lá vô cùng đẹp. Và đây là hàng vòi nụ chơi kịp Tết 2022 nha cô anh chị nha. Với những chậu em cầm trên tay như thế này em bán cho anh chị mình với mức giá là 65.000 nha cô anh chị. Và 5 chậu bên em sẽ bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình và tặng kèm một gói kích hoa cho anh chị mình ha. Hàng nhú nụ như thế này nha cô anh chị. Và những cái cây như thế này sẽ chơi kịp Tết 2022 nha. Em cũng giới thiệu với cô anh chị mình về cái cây Dendro King Kong rồi. Và bây giờ em xin giới thiệu với cô anh chị mình một dòng đó nữa. Đó là cây Dendro Doraemon nha cô anh chị nha. Với cái cây bán á, thì cái cây King Kong nó đã đẹp rồi cô anh chị. Cái dòng Doraemon này nó còn đẹp hơn nữa cô anh chị thấy không? Đó, cái thân của nó rất là ú luôn ha anh chị. Bản lá thì nhìn rất là đẹp luôn. Đây, hàng là hàng vòi nụ dùm em. So với những dòng Leica thì cái dòng những dòng Leica khác thì nó chỉ tầm 1-2 bông trên một cái vòi hoa thôi cô anh chị. Nhưng mà cái dòng Dendro Doraemon này thì nó sẽ đi một chùm hoa cho anh chị. Và cái vòi hoa của nó siêu dài luôn ha cô anh chị ha. Và với những chậu như thế này, em bán cho cô anh chị mình cũng với mức giá là 65.000, 5 chậu em bao ship và tặng kèm một gói kích hoa hoặc một gói dưỡng hoa cho cô anh chị mình luôn. Và những chậu như thế này, em sẽ giao đến cho anh chị chơi vào kịp Tết 2022 nha cô chú anh chị. Và như nãy giờ em cũng giới thiệu với cô chú anh chị mình về thân lá đúng không cô anh chị? Riêng cái dòng hai cái dòng Dendro Leica này em thấy cái thứ nhất là cái vòi hoa của nó rất là dài. Thường là cái dòng Leica thì cái nhánh hoa của nó chỉ tầm 1-2 bông thôi cô anh chị. Nhưng mà hôm nay em đem đến cho anh chị mình là hai dòng Dendro này cũng là dòng Leica nhưng cái vòi hoa của nó rất là dài và cái khuôn hoa của nó rất là to và nó đi bông rất là nhiều cho cô anh chị mình chứ không phải là đi 1-2 bông như những dòng Leica khác nha cô anh chị nha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả cô anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video clip của em. Và đối với những hai dòng này á thì có giới hạn nha cô chú anh chị, số lượng thì có giới hạn nên cô anh chị mình cần hoặc yêu thích thì hãy liên hệ vào hai số hotline đang chạy dưới màn hình. Và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình ha.